Xin chào anh chị. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43/2022/QH15, đồng thời ban hành nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022, quy định cụ thể về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết 31 tháng 12 năm 2022. Chính sách này áp dụng đối với các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Xuất bán hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% giảm còn 8% hoặc giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ đã quy định rõ tại nội dung phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Vì vậy, MISA đã kịp thời ra mắt phần mềm MISA SME 2022 phiên bản R11 với tính năng xuất hóa đơn điện tử giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43, đồng thời cho phép hạch toán ngay trên phần mềm. Đối với các phiên bản MISA SME 2022 R10 trở về trước đã hết hạn cập nhật, để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất, MISA khuyến khích doanh nghiệp nâng cấp lên phiên bản mới nhất từ MISA SME 2022 R11 trở đi hoặc AMIS kế toán. Nếu tiếp tục lựa chọn MISA SME phiên bản cũ hơn, anh chị có thể tham khảo một giải pháp mà MISA hiện đang đáp ứng là phát hành hóa đơn độc lập trên MISA MeInvoice, sau đó lấy về MISA SME để hạch toán. Cách này dành cho khách hàng thuộc hai đối tượng cụ thể sau. Đối tượng thứ nhất, với khách hàng đang sử dụng phiên bản SME 2019 R5 trở lên, SME 2020, SME 2021, SME 2022 R1 đến R10 và áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51 Thông tư 32. Đối tượng thứ hai là với khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 phiên bản R7 đến R10, đồng thời áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 Thông tư 78. Để giúp anh chị dễ hình dung hơn, em xin phép thực hiện các thao tác chi tiết trên phần mềm MISA SME 2022 phiên bản R7, dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123. Đối với các phiên bản còn lại, anh chị tham khảo hướng dẫn và thực hiện tương tự. Anh chị thực hiện giải pháp này thông qua 3 bước sau. Bước thứ nhất, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA MeInvoice. Bước thứ hai, lấy hóa đơn về MISA SME và hạch toán ghi nhận doanh thu. Bước thứ ba, một số lưu ý hạch toán đối với hóa đơn có giảm thuế giá trị gia tăng. Thao tác chi tiết trên phần mềm như sau. Bước 1, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA MeInvoice. Em lấy ví dụ xuất hóa đơn trên MeInvoice Web. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, anh chị chú ý giúp em, nếu đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn loại nhiều thuế suất đã khởi tạo trước ngày 26 tháng 1 năm 2022, cần sửa mẫu trước khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng có hàng hóa chịu thuế suất 8%. Cụ thể, anh chị chọn một mẫu hóa đơn loại nhiều thuế suất trên danh sách mẫu trong menu mẫu hóa đơn và nhấn vào biểu tượng sửa. Tiếp đó, anh chị chọn tháp tùy chỉnh chi tiết và kích chuột chọn vào nhóm thông tin tổng tiền chịu thuế suất. Tích chọn để bổ sung dòng tổng tiền chịu thuế suất 8%. Sau khi anh chị nhấn lưu, chương trình gửi trả về thông báo xác nhận. Nhấn có để xác nhận nội dung thay đổi trên mẫu sẽ được cập nhật trên tất cả các hóa đơn đã phát hành thuộc mẫu hóa đơn đang sửa, tức là ghi đè mẫu cũ. Nếu muốn tạo mẫu hóa đơn mới không ảnh hưởng đến các hóa đơn đã phát hành theo mẫu trước đó, anh chị nhấn không để đóng thông báo và sử dụng chức năng nhân bản để tạo thêm một mẫu từ mẫu có sẵn và thực hiện thêm dòng tổng tiền chịu thuế suất 8% trên mẫu hóa đơn nhân bản. Sau đó, anh chị lập và phát hành hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng trên MISA MeInvoice như bình thường. Với hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn, anh chị chọn mức thuế suất giá trị gia tăng 8% đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Với hóa đơn giá trị gia tăng một thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn, anh chị chọn mức thuế suất giá trị gia tăng 8%. Chương trình sẽ tự động tính tiền thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 8%. Đối với hóa đơn bán hàng, tại giao diện lập hóa đơn, anh chị tích chọn áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2022/QH15. Khai báo thông tin hàng hóa và tiền thuế giá trị gia tăng được giảm của từng mặt hàng. Công thức tính giá trị tại cột tiền thuế giá trị gia tăng được giảm sẽ bằng tiền hàng nhân với phần trăm tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng
nhân với 20%. Bước 2. Lấy hóa đơn về Misa Esmi và hạch toán ghi nhận doanh thu. Trên Misa Esmi, tại tab đề nghị ghi nhận doanh thu trong phần hệ bán hàng, anh chị kết nối với tài khoản Misa Minvoi, thiết lập khoảng thời gian và nhấn lấy dữ liệu từ Minvoi. Sau khi chương trình trả vé kết quả cập nhật dữ liệu, anh chị nhấn lập chứng từ bán hàng để hạch toán doanh thu cho các hóa đơn đã phát hành trên Minvoi. Trong trường hợp không tìm thấy tab đề nghị ghi nhận doanh thu trong phần hệ bán hàng, anh chị vào menu hệ thống, tùy chọn phần ẩn hiện nghiệp vụ, nhấn tiếp vào nâng cao. Trong form thiết lập ẩn hiện nghiệp vụ, anh chị tìm đến mục bán hàng và tích chọn đề nghị ghi nhận doanh thu. Bước 3. Một số lưu ý hạch toán đối với hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng. Trong giao diện lập chứng từ, đối với đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, anh chị chọn thuế suất 10% và sửa lại tiền thuế giá trị gia tăng là số tiền tương ứng sau giảm 2%. Còn đối với đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, anh chị hạch toán số thuế giá trị gia tăng được giảm như sau. Trước tiên, chúng ta cần thêm mới mặt hàng giảm thuế giá trị gia tăng trong danh mục vật tư hàng hóa. Anh chị lưu ý chọn nội dung chỉ là diễn giải ở mục tính chất. Tiếp đó, trên chứng từ bán hàng được sinh ra, anh chị chọn thêm dòng mặt hàng giảm thuế giá trị gia tăng và tự tính thuế giá trị gia tăng giảm bằng thành tiền nhân với tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng nhân với 20%. Anh chị chọn tài khoản hạch toán theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, hạch toán tài khoản công nợ là tài khoản 33311, tài khoản doanh thu là tài khoản 131 hoặc 111 hoặc 112, tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay, và nhập số tiền giảm vào cột thành tiền. Cách thứ hai, hạch toán tài khoản công nợ chi phí giống với hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu. Tài khoản chiết khấu tương ứng sửa lại là tài khoản 33311. Như vậy, với Misa Esmi phiên bản cũ hay phiên bản mới nhất, anh chị đều có thể sử dụng để xuất hóa đơn áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2022/QH15. Tuy nhiên, Misa khuyến khích quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả kế toán các doanh nghiệp thực hiện tốt nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định 15/2022/NĐ-CP. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi và chúc anh chị thực hiện thành công.